Bà Nguyễn Phương Hằng cuối cùng đã không kháng cáo đúng như dự đoán của chúng tôi. Như vậy, cùng với hành động của mình không kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt như 4 bị cáo còn lại, thì điều gì sẽ chờ đón bà Nguyễn Phương Hằng? Án của bà Nguyễn Phương Hằng là 3 năm, có nghĩa là 36 tháng bà đã bị bắt tạm giam, hơn 18 tháng, tức là đã đủ điều kiện để xem xét giảm án, tha tù trước hạn hoặc đặc xá khi có chủ trương của Hội đồng đặc xá Trung ương. Thường chủ trương này và hành động này của nhà nước diễn ra vào các dịp lễ Tết. Như vậy chúng ta thấy là sắp tới là ngày lễ Tết Nguyên Đán, Tết Tây, rồi ngày lễ 30 tháng 4, bà Nguyễn Phương Hằng với thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, mới phạm tội lần đầu, nhân thân tốt và có nhiều hoạt động từ thiện, và rất hy vọng sẽ được sớm đoàn tụ với gia đình và xã hội. Và thái độ chấp nhận án sơ thẩm của bà Nguyễn Phương Hằng như chúng tôi phân tích ở những bài nói chuyện trước, đó là một thái độ phục thiện và khôn ngoan. Hôm nay chúng ta cùng nhau trao đổi vấn đề bà Nguyễn Phương Hằng, không bàn về án, bởi vì bản thân bà Nguyễn Phương Hằng đã chấp nhận án rồi, thì chúng ta không lý gì để bàn, chúng ta là người ngoài. Ở đây chúng ta chỉ bàn case Nguyễn Phương Hằng và quyền tự do ngôn luận như thế nào. Rồi chúng ta tiếp cận với vụ Nguyễn Phương Hằng với những nền tảng khác nhau và xem coi điều mà nhà nước áp dụng vào Nguyễn Phương Hằng, sau đó là Đặng Thị Hằng đi, có ảnh hưởng gì đến sự phát triển của quyền tự do ngôn luận hay không, hay hạn chế nó hay không, và có vận gì vào chúng ta hay không. Có rất nhiều ý kiến khác nhau, có ba cách tiếp cận khác nhau về vụ bà Nguyễn Phương Hằng. Cách tiếp cận thứ nhất là những người yêu cầu khởi tố hình sự bà Nguyễn Phương Hằng. Cách tiếp cận thứ hai là họ muốn xử lý dân sự bà Nguyễn Phương Hằng. Và cách tiếp cận thứ ba là cân nhắc giữa hai phương án đó để mà tiếng nói của người dân được tôn trọng và quyền tự do ngôn luận không bị hạn chế, cũng như luật an ninh mạng phát huy tác dụng thật sự của nó là đảm bảo quyền tự do ngôn luận, đồng thời đảm bảo sự an toàn và hoạt động lành mạnh trên không gian mạng. Mà chúng ta trở lại ý kiến thứ nhất, những người ủng hộ xử lý hình sự những hành vi tương tự như bà Nguyễn Phương Hằng. Như chúng ta đã biết, ông Hoài Linh, Võ Nguyễn Hoài Linh, nghệ sĩ Hoài Linh, trước khi có Nguyễn Phương Hằng xuất thế livestream, thì ông Võ Nguyễn Hoài Linh là một bậc thánh trong làng showbiz. Mỗi đêm ông Hoài Linh xuất hiện trên truyền hình và ngồi ở vị trí cao nhất như một vị hoàng đế. Hầu như ở đêm nào ông cũng nhận con nuôi, nhận em nuôi, và ai làm con nuôi của em nuôi của ông Võ Hoài Linh là một bước thành sao. Còn nếu chống lại thì như thế nào? Thí dụ như trường hợp Hoài Lâm chúng ta đã biết rồi. Và hầu như ông Hoài Linh nhận cả nước này làm con nuôi và em nuôi, ai cũng là con nuôi và em nuôi của ông cả. Rồi ông xây nhà thờ tổ rất ngạo mạn, và những hành vi của ông nó thấp thoáng phong cách của những thánh nhân, của những á thánh, những thánh sống chứ không phải là những nghệ sĩ nữa. Mà quyền lực của ông là quyền lực mềm vô biên. Những nghệ sĩ ở hải ngoại vào Việt Nam thì đều đến chào ông, nếu không muốn mất show, những bầu show muốn mời ai trình diễn cũng phải bẩm báo qua Hoài Linh, Hoài Linh đồng ý thì mới được mời, không thì vỡ nợ đến nơi. Nói chung là vô biên, quyền lực vô biên. Những tưởng không ai đụng được ông Hoài Linh, nhưng khi bà Nguyễn Phương Hằng xuất thế livestream, bà đụng nhẹ một cái 14 tỷ, ông Võ Hoài Linh coi như mất ngôi vương và xem như sự nghiệp kiểu gì đó đã chấm dứt rồi. Bây giờ có xuất hiện trở lại bằng cách nào cũng không khôi phục lại uy thế như ngày xưa. Và khi đã trước phế ông Võ Hoài Linh, Võ Nguyễn Hoài Linh phong ấn ông ở khu nhà vườn rồi, thì có vẻ như bà Nguyễn Phương Hằng là một sức mạnh vô đối. Trên cuộc đời này bà có tiền, tiền rất nhiều, sổ đỏ cân ký, hộp son kim cương thì tính như là thịt ba chỉ.
tính bằng cân, bằng lạng chứ không phải bằng cara, bằng kilo. Về những mối quan hệ thì vô biên, bà còn tự hào rồi tuyên bố rằng ai muốn kiếm chuyện với bà cứ lên Đại Nam, bà sẽ cho bảo vệ đánh cho gục ngã thôi, làm gì bà tát tay, làm gì được nhau. Bà có vẻ như thế, bà live stream suốt ngày suốt đêm, chửi hết người này đến người khác, không ai làm được gì cả, không ai làm được gì cả. Thì những người có quan điểm xử lý hình sự thì nói như thế này, nhà nước, ở đây chúng ta phải thấy như thế này, nhà nước độc quyền tài phán về việc áp dụng điều 331 hay là những sự phạt hành chính khác đối với công dân, kể cả bà Nguyễn Phương Hằng cũng vậy. Bà Nguyễn Phương Hằng tưởng chừng như vô đối, bà đụng người này đụng người kia, đụng dỗ Hoàng Yên, dỗ Hoàng Yên nằm yên, đụng dỗ Huệ Linh, dỗ Huệ Linh xin lỗi, đụng đủ thứ hết, Đàm Vĩnh Hưng rồi Hàng Ni Đức Hiển, tất cả đều im lặng hoặc có ý kiến phản kháng lại nhưng không ăn thua. Anh Nguyễn Đức Hiển gửi đơn rất nhiều lần, những người khác gửi đơn rất nhiều lần, chạy rất nhiều nơi rồi cũng không ăn thua. Tưởng như sức mạnh đó là vô đối, nhưng hôm có hôm bà đụng một ai đó, người ta đụng nhẹ lại một cái, bà vào tù. Kết luận điều tra, người ta lại đụng nhẹ một cái nữa, gia hạn, ta đụng bà tới 8 lần, gia hạn tạm giam đến 8 lần. Như vậy rõ ràng rằng, trên không gian mạng không có ai là vô đối, vấn đề là chúng ta cân bằng điều đó như thế nào. Những người ủng hộ việc xử lý hình sự bà Nguyễn Phương Hằng dựa trên nguyên tắc là nếu xử lý dân sự thì với sức mạnh tiền bạc, thời gian, quỹ thời gian vô hạn và mối quan hệ, thì những cá nhân khác khi tranh tụng dân sự với bà Nguyễn Phương Hằng sẽ trở thành những cá nhân yếu thế, và bà Nguyễn Phương Hằng sẽ có lợi thế hơn, và chắc chắn những người đó sẽ thua cuộc. Do đó nhà nước sẽ dùng quyền tài bán của mình và áp dụng biện pháp cao nhất, đó là điều 331, để xử lý bà Nguyễn Phương Hằng. Mà vì sao không xử lý ta theo điều 155, 156, tức là vu khống và làm nhục người khác gì đó, dân. Vì như thế sẽ đặt bà Hằng vào đối trọng với người bị hại. Và như chúng tôi đã nêu, trong thời điểm này, nếu tranh tụng bằng phương pháp đó, kể cả dân sự, kể cả hình sự, nhưng với tội 155 và 156, thì không có ai chống lại bà Hằng được hết. Không ai chống lại bà Hằng được hết. Nên nhà nước nhận phần đó, khởi tố bà Hằng theo điều 331, và nhà nước là đối trọng. Tức là bà Hằng đã đụng vào nhà nước, đụng vào trật tự hành chính. Chúng tôi phân tích cho các anh chị thấy điểm thâm sâu của luật pháp là như thế nào. Nhà nước vừa độc quyền sử dụng tài bản áp dụng cho chúng ta điều gì, xử phạt hành chính hay là hình sự. Hình sự thì tội gì? Nếu tội 155, 156 làm nhục người khác, vu khống, chưa chắc gì bà Hằng đã ở tù. Thưa các anh chị như vậy, chưa chắc gì các bà Hằng đã ở tù, nhưng áp dụng điều 331, tức là bà Hằng xâm phạm lợi ích của nhà nước chứ không phải là cá nhân, xâm phạm lời trật tự hành chính, thì có ông trời cũng không chống lại nổi, chứ đừng nói bà Hằng. Điều đó nó mang lại giá trị gì? Điều đó nó mang lại giá trị là sự an toàn cho những cá nhân yếu thế trên mạng xã hội, những người bị bà Hằng chửi rất là đau lòng uất ức thì bây giờ lại thỏa mãn. Và nhiều người nói rằng bây giờ chửi đi rồi bị bắt, nhưng không phải ai chửi cũng bị bắt. Sở dĩ người ta áp dụng điều luật khắc nghiệt cho bà Hằng là lý do như trên chúng tôi đã nêu. Người ta muốn tạo một không gian mạng an toàn và muốn khẳng định quyền lực của nhà nước là vô đối. Không có ai, không có cá nhân nào là đứng trên luật pháp, hay là không có cá nhân nào được quyền thay nhà nước xử lý những mối quan hệ. Nhân đây chúng tôi nói là mấy anh giang hồ mạng sắp tới sẽ vô tù một đống cả đám, nó xin lỗi. Vì các anh đã thể hiện rằng mình là vua trong một thế giới khác. Và ở Việt Nam cũng như không có thể chế nào chấp nhận những người tự đặt ra luật lệ khác với luật lệ nhà nước. Tất cả những ông trùm trên mạng gì đó sắp tới là đi tù cả. Rồi dự đoán như thế. Và không sai đâu, Khá Bảnh ngày xưa cũng vậy thôi. Dương Minh Tuyền cũng vậy thôi. Có thể người ta không thèm áp dụng điều 331.
với giang hồ mạng, ta tìm một việc gì đó, việc khác. Mà các anh thì vi phạm đủ thứ hết, muốn bắt lúc nào cũng được hết. Tôi nói thật vậy đó. À, trở lại với bà Hằng. Và nhóm thứ hai người ta nói, yêu cầu là người ta ủng hộ phương án xử lý bà Hằng và những trường hợp tương tự bằng phương pháp dân sự, tức là tòa dân sự, hoặc là điều 155, 156, tức là làm nhục người khác hoặc vu khống nhân dân và nhân dân. Người ta nói rằng nếu những tiếng nói trên mạng xã hội mà đều bị xử lý hình sự thì quyền tự do ngôn luận ai dám phát biểu đây. Họ nói rằng bà Hằng không có mối quan hệ thù tức gì với những cá nhân bà nêu trên hết, trừ ông Võ Hoàng Yên phần đầu đã xử lý xong rồi, còn lại anh Đàm Vĩnh Hưng, cô Thủy Tiên, công Vinh, nhà báo Đức Hiển, nhà báo Hàng Ly không có mối quan hệ thâm thù gì với bà Hằng cả. Chẳng qua đó là sự tranh luận với nhau trên mạng, và sự tranh luận quá đà đó có thể giải quyết bằng pháp luật dân sự, còn giải quyết bằng pháp luật hình sự thì phải chăng là hạn chế tự do ngôn luận hay không? Hạn chế tự do ngôn luận hay không? Ở đây người ta nói rằng bà Nguyễn Phương Hằng có xúc phạm những người nêu trên. Tuy nhiên, những người này phải chứng minh được rằng mình bị thiệt hại thực tế thì mới có thể xử lý bà Hằng về mặt hình sự. Đằng này ra tòa rồi, không ai chứng minh được họ bị thiệt hại như thế nào từ những lời xúc phạm, chửi mắng của bà Nguyễn Phương Hằng. Đó là ý kiến thứ hai. Rồi ý kiến thứ ba là người ta lo ngại rằng nhà nước độc quyền áp dụng luật và có thể sử dụng quyền 331 hoặc các pháp lệnh hành chính khác để xử lý những cá nhân trên mạng, thì những người trên mạng nó sẽ xuất hiện hai yếu tố. Thứ nhất là đối với cộng đồng chung, đối với những người yếu thế trong xã hội, họ cảm có cảm giác an toàn, họ được bảo vệ bởi pháp lệnh của nhà nước, bởi điều luật, bởi điều 331 dòng kim cô đó không cho phép những cá nhân có quyền lực, có nhiều tiền, có nhiều mối quan hệ lũng đoạn thông tin và tấn công những người yếu thế một cách vô tội vạ. Như trước khi có luật an ninh mạng ra đời, chúng ta thấy có rất nhiều trường hợp rồi, và những người yếu thế nói chung, cộng đồng nói chung ủng hộ việc xử lý bà Hằng theo điều 331 cũng như những cá nhân khác, bởi vì pháp lệnh này, điều là luật này đã bảo vệ sự an toàn của những người yếu thế trên không gian mạng. Bây giờ các anh chị không được quyền, xin lỗi tôi, không được quyền chửi ai, mắng ai một cách quá đáng trên mạng vì có thể sa vào điều 331. Và những người yếu thế hơn tôi, ví dụ như chúng tôi có công chúng nhiều hơn, thì một ông giáo viên, một bà giáo viên, hay là những người hàng xóm tôi, hay là đồng nghiệp tôi, hay là những người khác khi va chạm, thì chúng tôi sử dụng, lạm dụng tiếng nói trên mạng xã hội. Thì xưa trước đây, trước khi có luật an ninh mạng, thì người ta chịu thua, không có cách nào cãi lại hết. Đối với những người có kỹ năng nói trước công chúng, kỹ năng viết và có mối quan hệ với thượng tầng kiến trúc và có một công chúng ủng hộ đông đảo thì không ai cãi lại hết. Người yếu thế như thế nào? Nhưng bây giờ luật an ninh mạng là chiếc kính chiếu yêu sẽ điều chỉnh những hành vi đó. Không ai lạm dụng sức mạnh truyền thông của mình được để xúc phạm người khác được hết. Khi người ta cảm thấy bị xúc phạm, người ta làm đơn và có nguy cơ KOL gì đó cũng vào tù cả. Bà Hằng còn vào tù mà, phải không? Tất nhiên cũng có những tiếng nói khác. Nhiều người lo ngại rằng luật an ninh mạng và điều 331 như việc xử lý bà Nguyễn Phương Hằng sẽ cản trở những tiếng nói quả cảm, trung thực như lời kêu gọi của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa qua. Vì sao như vậy? Vì bây giờ chúng ta đứng lên tiếng nói chung vì lợi ích cộng đồng gì đó, nhưng mà trung ngôn nghịch nhĩ, liệu chúng ta có bị gì không? Không, do đó không nói thì tốt hơn. Như vậy rõ ràng rằng vụ án bà Nguyễn Phương Hằng dù đã khép lại rồi, tuy nhiên những tranh luận vẫn còn tiếp diễn giữa những người ủng hộ xử lý bà Hằng theo luật hình sự, theo các biện pháp hình sự,
điều này nhằm bảo vệ cộng đồng yếu thế để ngăn ngừa những trường hợp tương tự, những người lợi dụng sức mạnh truyền thông, lợi dụng nhiều tiền, lợi dụng các mối quan hệ tấn công các nhóm yếu thế. Và những người có khuynh hướng thứ hai là những vấn đề này không cần hình sự hóa, xử lý bằng dân sự là được rồi, là đẹp rồi. Và nhóm thứ ba có ngại liệu việc xử lý nghiêm khắc bằng như vậy, vì giữ nhau trên mạng thôi, thì có ảnh hưởng đến quyền tự do ngôn luận hay không. Xin mời các anh chị có ý kiến về những vấn đề này, và chúng tôi sẽ trao đổi lại với các anh chị, tương tác lại với các anh chị. Và nhân dịp cuối tuần, chúng tôi rất cảm ơn các anh chị đã gửi đến chúng tôi những ly cà phê thân thương, đó là nguồn động viên rất lớn để chúng tôi tiếp tục sản xuất những video trao gửi giá trị đến cộng đồng, đến các anh chị. Và nếu có gì sai trái, xin các anh chị niệm tình tha thứ. Xin cảm ơn rất nhiều.